xin được mến chào các thính giả và xin thông tin với mọi người ngay là ngày hôm nay thì Diệu Minh sẽ là người dẫn cùng với Kim Thanh. Dạ, xin chào tất cả các thính giả và hôm nay rất vui được dẫn cùng với lại chị Kim Thanh. Lâu lâu mình chiếm một slot của bạn kia trong cái tuần mà bạn kia bạn bận biểu đi ha. Trước khi mà thu chương trình này, Kim Thanh đã soạn sẵn 7749 cái kịch bản là có thể là dìm Diệu Minh á. À. Nhưng mà mình nghĩ lại là tuần này Diệu Minh là ân nhân của mình nhiều quá. Đúng thì dìm nó bị kỳ. Đúng. Ai làm gì ai làm vậy đúng không chị? Chị muốn thì chị ráng nhịn 1-2 tuần nữa đi. Rồi bung sau nha. Thỉnh thoảng cũng nên làm vậy cho nó vui. Đừng. Và có một cái chuyện mà chị đang mâm me dìm em á, em có thể năn nỉ là đừng làm chuyện đó được hay không? Nói chung là mình cũng bắt được cái bài của Diệu Minh rồi, mình để dành đó. Khi nào mà Diệu Minh làm gì đó thì mình cứ nhí nhí là đúng không? Chết tôi luôn. Nhưng mà bù lại cái sự vắng mặt của Châu Đăng Khoa thì ngày hôm nay chúng ta có một list nhạc theo Kim Thanh thấy thì rất là đa dạng và nhiều bài thú vị và hấp dẫn hơn nữa là trong đó có một bài của Châu Đăng Khoa và Châu Đăng Khoa sẽ không có cơ hội để nói về hậu trường của cái MV đó mà chúng tôi sẽ xỉa xói cái bài đó. Dạ, và chúng ta không cần phải trồng mai trồng đào gì hết đúng không? Đúng rồi, còn chuyện nghe được hay không là chuyện của Khoa ha. Không, với lại nghe thì nó cũng là chuyện đã rồi rồi. Mình nói trước mặt mình mới sợ, chứ còn bây giờ nghe lại thì cứ coi như là mình không biết đi. Ok. Rồi, mình vô luôn list của tuần này nè. Ca khúc đầu tiên đó là Đế Vương phiên bản lo-fi với sự thể hiện của Đình Dũng. Dũng Hoàng Phạm hay là Dung Hoàng Phạm Minh nhỉ? Em cũng không rành lắm, các bạn quá mới nên là nhiều lúc mình cũng không cập nhật kịp chị ơi. Rồi, một gương mặt nữa là Liam. Đây là một bài hát không phải hoàn toàn mới, nhưng mà Kim Thanh chọn cái phiên bản lo-fi có vẻ là cái phiên bản được đầu tư nhiều nhất và mới nhất. Và có một lý do để giới thiệu ca khúc này đến với mọi người. Nhưng mà trước khi Kim Thanh nói câu chuyện của mình thì Kim Thanh muốn hỏi Diệu Minh là Diệu Minh có biết gì về ca khúc này hay không? À, em biết là bài này rất hot. Và nếu như mà thường xuyên vào tab thịnh hành của YouTube thì bài này luôn nằm ở top đầu. Bài này vào nhiều tới mức độ mà là một người làm bảng xếp hạng âm nhạc thì bắt buộc là mình phải nghe và phải xem là ca khúc này nó như thế nào. Tuy nhiên đối với làn sóng xanh thì cái tiêu chí của bài hát này nó không phù hợp với lại giải thưởng làn sóng xanh. Vì vậy mà bài hát này không có nằm ở trong bảng xếp hạng. Nhưng mà ví dụ như là số liệu ở trên YouTube chẳng hạn thì phải công nhận là bài này cực kỳ hot và có những tuần mà nó nằm ở top 1 tab trending của YouTube và nằm liền mấy tuần luôn á, em nhớ là như vậy đó. Nếu mà bây giờ search cái chữ Đế Vương ở trên YouTube thì nó sẽ ra rất rất là nhiều phiên bản. Và Kim Thanh biết bài này là thông qua TikTok. Tự nhiên á, mình nghe cái giai điệu của bài này á, mình thấy là tuy là nó không mới nhưng mà nó rất là bắt tai và cái kiểu rất là dễ thu hút được số đông mọi người đó. Và chưa kể là cái lời của cái bài hát á, thật sự nó là một cái câu chuyện mà mình có thể là vừa nghe nhạc mà mình tưởng tượng được cái câu chuyện ở trong đó luôn. Cho nên là Kim Thanh nghĩ là nó hit, mà đúng là hit thiệt. Và từ cái hồi mình lướt TikTok từ đó tới bây giờ chắc cũng phải hơn cả tháng rồi đó mà cái bài này nó liên tục luôn. Mình tin không là cái bài được xài liên tục hơn một tháng, mà cứ mà lướt một phút thôi là đã có một cái bài này đó. Mà mọi người cover ở trên TikTok cũng rất là nhiều và dùng làm nhạc nền rất là nhiều. Chị biết bài này nó có một cái phong cách âm nhạc và cái đời sống của nó cũng tương tự như một ca khúc khác mà nổi ở trên TikTok, đó là ca khúc Quân Vương. Bài đó chị chỉ nghe ở trên TikTok thôi nha. Nó không có hot YouTube theo như kiểu bài Đế Vương này đâu, nhưng mà nó cũng là một cái kiểu đó đó. Một cái kiểu mà nó hơi cổ trang một chút xíu, rồi cái âm nhạc nó cũng khá là bắt tai. Thì đó, hai cái bài này là tương tự nhau như vậy đó. Kim Thanh thấy là Thể Thao Văn Hóa cũng là một bài phân tích về cái sự thành công của cái bài này. Một cái điều mà Thể Thao Văn Hóa ít khi nào mà viết lắm. Mình có thấy là cái giai điệu rất là quen thuộc của nó, nhưng mà cái câu chuyện ngang trái tình yêu của một bậc quân vương yêu một cô nàng, xong rồi tưởng là mình là vua thì cô nàng sẽ đương nhiên là sẽ yêu mình, nhưng mà không, cô lại yêu một cái anh nam nhân rất là đời thường, cho nên là có thể là vua cả nước nhưng mà về tình cảm thì tan nát con tim á. Đúng rồi. Ừ, đó là cái yếu tố cũng rất là hút á. Nó cũng là cái yếu tố xưa giờ rồi. Thật ra thì kể cả về màu sắc âm nhạc lẫn cái ý tưởng của bài hát này nó không có gì mới mẻ. Nhưng đại đa số, đặc biệt là khán giả phân khúc YouTube và TikTok á, thì đây phải nói rằng là đúng cái gu của họ luôn. Vì vậy mà những cái bài hát như thế này vẫn đang rất là hot hit trên thị trường. Kể cả giống như là Khuê Mộc Lan của Hương Ly là cũng hot theo kiểu như thế này.
Chúng ta tiếp tục với ABCDEFA của Đức Vương hay là Đức Vượng gì đó, không có dấu cho nên là Kim Thanh cũng không biết là tên chính xác của tác giả là gì và thể hiện bởi top 7 của SEO 48. Kim Thanh cũng có nói nhiều lần trong các chương trình đó là đây là cái nhóm nhạc mà theo cái mô hình của Nhật là ở mỗi quốc gia thì sẽ có một nhóm 48 người. Thì ở Việt Nam thì có SEO 48, cái mục tiêu là hướng đến 48 người, nhưng mà lúc sau đó thì Kim Thanh nhớ là chỉ quy tụ được 27 người thì phải, nhưng mà gần nhất thì hình như là chỉ còn có 19 người. Và cứ mỗi lần ra sản phẩm hoặc có những cái hoạt động gì, họ sẽ có những cái phần bình chọn của fan, và ai mà được cái số phiếu cao thì sẽ được làm center ở những cái vị trí chính, được hát nhiều, được xuất hiện trong MV chẳng hạn, là một cái động lực để cho các thành viên khác phấn đấu theo. Thì đây là cái sản phẩm của top 7, tức là 7 người tạm gọi là nổi trội nhất ở trong SEO 48, gồm 19 người. Và có một cái điểm đặc biệt á, là nhóm này tuyên bố tan rã rồi mới phát hành cái bài hát này, giống như là bài hát lời chào tạm biệt như là cái nhóm Monster. Giống như có hẹn với Thanh Xuân vậy đó. Về mặt bài hát này á, thì em nghĩ là cũng không có nhiều điều để nói, bởi vì khi mà nó đã là một cái sản phẩm cuối cùng để kỷ niệm cho các bạn rồi thì mình cũng sẽ không phân tích về mặt chuyên môn nhiều. Mình chỉ nhìn lại chặng đường của các bạn á, và nói thì nó hơi phũ phàng, nhưng mà thật sự thì cái chuyện là các bạn tan rã nó là chuyện sớm muộn thôi, nhất là đối với lại thị trường Việt Nam. Kể cả với Hàn Quốc, gọi là cái nôi của các nhóm nhạc đi chăng nữa, thì các nhóm nhạc cũng đều có tuổi đời nhất định. Mà ở bên Hàn thì còn có lời nguyền 7 năm á, tức là những cái nhóm nhạc thường là sẽ có một giai đoạn đỉnh cao là 7 năm và sau 7 năm thì tan rã. Vấn đề của các nhóm nhạc chỉ là trong cái khoảng thời gian ở trong nhóm thì các bạn sẽ tận dụng nó được như thế nào cho cái chặng đường solo sau này mà thôi. Thật sự cho đến bây giờ em vẫn không hiểu mục tiêu của một cái nhóm nhạc quá đông người như vậy thì nó sẽ đánh theo cái yếu tố thành công như thế nào. Ví dụ như là nói ở thị trường Việt Nam, 48 người là quá nhiều cho cái việc hao tốn đầu tư, mà cái phần lợi nhuận thu lại không có bao nhiêu, chưa kể là bất tiện rất là nhiều thứ thì chúng ta đã phân tích rồi. Còn không biết là ở Nhật thì thật sự là mô hình này có mang lại lợi ích về mặt kinh tế hay không. Nhưng mà riêng đối với các bạn của SGO 48 thì em nghĩ là sau cái chặng đường này, thứ nhất là dù sao các bạn cũng đã có kinh nghiệm, thứ hai nữa là các bạn còn rất là nhỏ và rất là trẻ, thành ra bây giờ bắt đầu một cái chặng đường solo tính ra là các bạn cũng đã có cái sự trải nghiệm rồi. Và đó sẽ là cái hành trang để giúp ích cho các bạn trong chặng đường sắp tới. Và kể cả nếu như mà có nốt thêm ở đó là các bạn đã từng là thành viên của SGO 48 thì mọi người cũng sẽ thấy ok, nó là một cái điểm quen thuộc, chứ nó không đến nỗi là nó đánh dấu một cái gì đó thất bại. Bởi vì mình nhìn vô cái nhóm nhạc này, mình hiểu giống như là nó tất cả đều là sự khởi đầu vậy đó. Cái mô hình mà ở Nhật thì nó rất là thành công, và chính vì thành công cho nên là phía công ty mới đầu tư ra mô hình của các quốc gia khác. Kim Thanh nghe nói ở Thái cũng thành công và ở Indo hay là Malaysia cũng thành công. Nhưng mà khi mà đưa tới thị trường Việt Nam thì ngay từ đầu mình đã biết chắc rồi là không thể nào thành công. Ngay từ khi mới công bố thành lập là mình đã biết là sẽ có chuyện này, không biết sớm hay muộn thôi, không có bất ngờ. Nhưng mà cuối cùng thì một nhóm nhạc chia tay thì mình cũng hơi buồn cho thị trường một chút xíu. Có một điểm là riêng với nhóm SEO 48 này á, vì là mô hình của Nhật cho nên là nhiều người cứ hay nói là ôi nhạc Nhật ở Việt Nam mọi người không có nghe nhiều, không có thích cái giai điệu kiểu vậy, mà những cái bài của SEO 48 hát toàn là cover cái phiên bản Nhật mà nghe giống như là nhạc thiếu nhi á, người ta không có thích. Sau khi mà nhóm tan rã, Kim Thanh cũng có trò chuyện với một bạn ở trong công ty á, thì mới biết là thật sự đó là cái quy định luôn của phiên bản gốc, là ở các quốc gia khác chỉ được cover lại thôi chứ không có được hát bài hát riêng biệt của quốc gia đó. Và cái việc mà cái bài ABCDFE mà chúng ta nghe ngày hôm nay là một cái sự gọi là nỗ lực rất là lớn từ phía công ty để có một cái sản phẩm chia tay mà là cái sản phẩm của người Việt làm. Và nếu mà mình xem lại tất cả các hành trình của nhóm này từ đầu cho đến bây giờ thì đây là ca khúc nó tiệm cận với thị trường Việt Nam nhiều nhất. Thì rất tiếc là cái ca khúc nó tiệm cận với các bạn nhiều nhất lại là ca khúc cuối cùng luôn. Thật ra hồi trước thì em cũng đã nghĩ như vậy rồi, nhưng mà khi mà chị Kim Thanh nói như thế này á thì mình lại càng gọi là mạnh dạn hơn trong cái suy đoán của mình.
đó là thực sự thì ESCO 48 là một cái cách gọi là tiếp cận văn hóa, đưa văn hóa Nhật Bản đến Việt Nam. Em nghĩ là như vậy, đó là mục tiêu nhiều hơn là những bài hát hit đơn thuần. Chứ còn nếu như thực sự là muốn có những cái bài hát hit thì cái việc quan tâm đến thị trường bản địa nó sẽ cần được lưu tâm hơn. Còn nếu mà một khi đã xác định là chỉ có cover thì nó chỉ là một cái cách nối dài cái văn hóa của Nhật Bản đến Việt Nam thôi. Nối dài cái văn hóa là đúng đó, nhưng mà dĩ nhiên là họ đầu tư họ cũng muốn sinh lợi chứ, mà tính ra giờ thì họ cũng lỗ mà. Tại mấy năm để đầu tư cho mấy mươi bạn cũng đâu phải chuyện đùa. Chúng ta đến với Be Slow in Choosing Friends, chọn bạn mà chơi, đi táp sản xuất và rapper Ati thể hiện. Bài này cái gì cũng được, chỉ có một cái làm cho mình hơi tiếc một chút xíu thôi, bởi vì nó là bài của nhãn hàng. Nhưng mà ok mà, đúng không? Rất là nhiều bài nhãn hàng ok. Đúng, nhưng mà để có thể vượt qua khỏi được cái nhìn khắt khe khi nó là một sản phẩm của nhãn hàng á, thì bài này gọi là cũng được. Nhưng mà ví dụ như là vượt qua hẳn như là Đi Về Nhà chẳng hạn nè, thì nó sẽ thuyết phục hơn. Nhưng mà nếu mà xét riêng về mặt âm nhạc á, thì em rất là thích bài này của RT. Và đây cũng là một cái bài khá là xuất sắc của RT. Còn phần MV thì khỏi bàn rồi, xịn sò, kiên ứng làm. Và Dự Minh cũng biết cái team sản xuất này, bởi vì là cũng mới vừa làm việc với lại team sản xuất này xong. Mình biết là các bạn là một team sản xuất TVC dành cho brand cũng rất là chuyên nghiệp rồi, cũng đã rất là nhiều sản phẩm rồi, kể cả cái Freaky Squad của nhà Space Speaker mà cách đây mấy tuần có lên top 1 top thịnh hành đó, cũng là ở bên này sản xuất. Thì nếu như nó không có yếu tố nhãn hàng thôi thì đây là một cái bài mình rất là thích. Và thêm một cái nữa là Tùng Cedus ở trong đi top hòa âm quá là chắc tay. Càng ngày mình thấy Tùng á hả, ở những cái bản phối á, nghe thì có vẻ giống như là rất là nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng mà nó cũng khá là dày công và cũng rất là mới mẻ. Mặc dù là cùng một cái phong cách đó nha, nhưng mà các cái bản phối của Tùng chưa bao giờ làm cho mình gọi là bị cảm thấy bị nhàm chán hết á, thích. Để có cái list ngày hôm nay á, đủ bài á, thì Kim Thanh cũng phải tìm rất là vất vả. Và có những bài mà cái nem của các bạn lớn hơn luôn á, nhưng mà cuối cùng là Kim Thanh quyết định bỏ ra, tại vì cũng mang yếu tố nhãn hàng. Mùa này toàn là nhãn hàng không à. Nhưng mà cái nhãn hàng kia nó bị lộ hơn cái nhãn hàng của Chọn Bạn Mà Chơi nhiều. Tức là Chọn Bạn Mà Chơi cũng là nhãn hàng mà mình thấy có vẻ tinh tế hơn những cái bài kia. Cho nên là mình đã quyết định chọn. Nhưng mà cái giọng nữ hát ở sau là bạn nào nhỉ? Đâu phải Phương Mỹ Chi ha? Cái giọng này á hả, nghe vừa lạ vừa quen nha, thiệt luôn á, nghe quen lắm luôn á, mà không nhận ra là ai trơn á. Biết mà chị Kim Thanh hỏi câu này sớm á thì để em nhắn tin em hỏi đi táp. Cái MV này ngoại trừ AT á là hay đi táp hay rồi ấy, thì phải nói là sự xuất hiện của Eric với Phương Mỹ Chi là cũng hơi bị xuất sắc nha. Cũng phải như nào đó thì Eric với Phương Mỹ Chi mới xuất hiện đúng không? Thôi cái đó mình không nói đâu, nhưng mà đại ý là một cái MV mà đầy đủ các thành phần hot hit như vậy thì chắc chắn là kiểu gì là cũng sẽ được quan tâm nhiều. Ê, nhưng mà Eric ở trong cái MV này đẹp ha. Đẹp mà. Em thấy đẹp hơn mấy cái MV solo của Eric á. Hơi khó hiểu là chị thích nhất Eric trong Việt Nam tử tế của mình. Tức là mặc có một cái sơ mi trắng mà cưng ơi là cưng à. Nó đẹp là bởi vì đơn giản đó. Có chết, thể là chết, vậy. Chết, quản lý của Eric đừng nghe số này. Chúng ta tiếp tục với Đi Trên Con Đường Tự Do của Dế Chắc và Duy Cỏ. Dế Chắc có vẻ như là khá là siêng năng trong cái việc là ra mắt sản phẩm, có đúng không? Em thấy là Dế Chắc nó có vẻ như là bạn chỉ làm theo cái kế hoạch của bạn đưa ra thôi, mà bạn sẽ không bị dao động hay là như thế nào đó đối với lại thị trường. Mặc dù là mình phải thấy một cái điều là các sản phẩm của bạn sau rap Việt nó thật sự ra thì cái số liệu của nó cũng không có phải là khí thế lắm. Nhưng mà bạn có vẻ đang rất kiên định với lại những gì mà mình đã lập kế hoạch cho mình. Cũng ít thấy bài có nhãn hàng như là một số rapper mà nổi từ các cuộc thi nhỉ? Gần như là không có, nhưng mà sản phẩm nào cũng rất là đầu tư nha. Không có làm đại khái lơi khơi đâu. Sao có điều kiện vậy ta? Cái MV này cũng ở một cái mức rất là vừa phải mà, đâu phải là đầu tư đâu. À, em nhớ cái MV trước đó. MV trước đó set quay ở studio đó, rất là đẹp. Có thể là của nhà trồng được chăng, nhưng mà tóm lại á, là chị hơi thắc mắc riêng với Dế Chắc ở một cái chỗ là mới đây thôi, là Dế Chắc có thông báo là mình đổi tên DC. Đúng rồi, DC. Tự nhiên ra cái bài này cái ghi Dế Chắc lại, cái mình hoang mang, ủa vậy cuối cùng là sao? Cũng có thể là giống như các nhà văn á,
tức là cái bài hát đó là cái bài mà em thích á. Cái bài mà em nói với chị là em rất là thích cái set quay của MV đó đó, là một cái phong cách âm nhạc khác, nên là giới chắc sử dụng cái nghệ danh khác là DC. Kiểu giống như là một người mà muốn thể hiện mình ở hai phong cách âm nhạc chẳng hạn thì sẽ có hai cái nghệ danh á. Tóm lại là mình hoang mang đi. Ừ, hoang mang. Nhưng mà bài này em nghe thì sao? Thật ra thì bài trước em thích hơn nha. Để em nhớ coi bài trước của giới chắc là bài gì em quên rồi. À, tới công chuyện, em thích bài đó hơn nhiều với lúc mà nghệ danh DC á. Còn bài này với em thì bình thường, flow rap cũng bình thường, phần beat nhạc cũng bình thường, trong khi cái bài tới công chuyện nó chất hơn nhiều. Rồi, bây giờ sẽ là cái người mà lên bàn để chúng tôi chặt chém ngày hôm nay. Điểm nhân của ngày hôm nay là do em xui thôi của Châu Đăng Khoa. Sophia hát với khói. Yeah. Thường khi mà người ta vung dao lên chặt á, không biết là lúc đó tâm trạng của người ta có hơi run không ta? Không nha, mình không nha. Mình phải dồn hết tất cả can đảm, khí phách để mà chém xuống một nhát thật mạnh, có đúng không? Chị thấy hả hê lắm. Nói chứ, thật ra thì bài này chúng ta đã được nghe demo từ rất là lâu rồi, đúng không chị Thanh? Thành ra là thật sự mà nói thì đây là một cái bài mà hôm đó Dự Minh nhớ là Dự Minh, chị Thanh nè, Phạm Toàn Thắng nè, MC Minh Tuấn nè, MC Diệu Bình nè, là cùng nhau nghe bài hát này và tất cả đều rất là thích bài này. Mà trước đó thì thật ra là Diệu Minh với chị Kim Thanh cũng đã nghe cái bản demo trước đó nữa rồi. Mình nghe các phiên bản mà demo là từ cái bản rap cho tới cái bản demo 1, demo 2, demo 3, demo final rồi master là mình nghe nhiều lắm luôn á. Đúng. Để nói một cách công tâm á, thì về mặt audio nha, là Diệu Minh cực kỳ thích cái bài hát này, đặc biệt là phần hook. Dù mình nói là ủa tại sao mà hả, em cứ rap không à, mà cái phần hook em viết hay quá trời hay luôn, mà em viết cái phần hook nó ít quá, kể cả giống như là bài Người Lạ ơi hay là Tình Nhân ơi á, chẳng hạn như vậy, cái phần hook nó rất là ít, trong khi cái phần rap nó thì nhiều. Thì Châu Đăng Khoa nói là thôi viết ít thôi cho ít tốt chất xám, viết gì cho nhiều, bao nhiêu những cái đặc sắc là dồn vô mấy câu đó hết rồi. Thì đúng thiệt là bao nhiêu đặc sắc nó dồn vô mấy câu đó hết. Và cái bài này á, về phần melody á, là thật sự là mình cảm thấy rất là bắt tai luôn. Về mặt lyric á, thì cái phần lời của Châu Đăng Khoa nó không có cái gì gọi là quá đau to búa lớn, nhưng mà nó lại gần gũi một cách mỹ miều. Tức là cũng những cái lời đó nói chuyện với nhau thường ngày, nhưng mà Khoa là một cái người thật ra rất là hoạt ngôn để có thể viết lời rất là tốt. Nhưng mà cái bài này á, có một cái phần đáng tiếc, mình rất là xin lỗi bạn Khói nếu như mà mình nói hơi thẳng thắn, nhưng mà thật ra là cái phần rap của Khói á, nó nhiều mà nó lại chưa đủ đặc sắc. Đúng ra cái phần rap này đó phải có những cái câu khi, nó phải có những cái câu mà tạo điểm nhấn hơn nữa. Ví dụ như là mặc dù bài Người Lạ ơi cái phần rap nó cũng nhiều, nhưng ít nhất là Carrick thì cũng có những cái câu điều anh cần là tình yêu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Tức là Carrick vẫn tạo nên được một cái điểm nhấn cho cái phần rap đó. Còn cái phần rap của Khói á, nó hơi mờ nhạt so với lại cái phần hút, phần melody quá là bắt tai của Châu Đăng Khoa làm. Còn về mặt MV thì ok, em thích cái ý tưởng của MV và rất là ghi nhận là Châu Đăng Khoa cực kỳ đầu tư về phần hình ảnh cho Sophia. Dù mình nghĩ nó là một cái sự may mắn của Sophia. Dạ. Dennis Đặng làm nữa mà. Đúng rồi, Đinh Hà Viên Thư, Ganga, T Production toàn là những tên tuổi hàng đầu hiện nay không à. Châu Đăng Khoa làm sao mà khoe tài khoản còn có 4 triệu. 4 triệu 2. 4 triệu 2. Tiết lộ với lại mọi người ở trên sóng radio thôi, là thật ra cái bài này trước khi quay MV đã có một cái bản performance test rồi, rất là đẹp luôn. Và Dụ Minh có nói Châu Đăng Khoa là xài cái bản này đi là đủ rồi, không cần phải quay MV đâu, nhưng Châu Đăng Khoa vẫn không nghe. Làm cho đã cái nư, phải xài tiền mới chịu được, và phải làm một cái MV thật là xịn sò mới chịu được. Chứ thật ra là bài này còn có một cái bản performance test rất là đẹp, chắc là cũng sẽ được ra sau MV chính thức đó. Khi mà không có tiền nhiều thì người ta, nhiều người ta chọn cái cách là liệu cơm gấp mắm, còn ông này thì thôi cản hoài không được đâu. Bởi vậy bao nhiêu lâu rồi là không có nhà, không có xe, mà nói thì nói không được, mà không biết là sắp tới làm sao để có thể là thu hồi cái phần tiền đó lại. Bởi vì Châu Đăng Khoa lúc đầu cũng nói với Kim Thanh là em thôi lần này làm một cái MV vừa vừa tầm 400-500 triệu thôi đó. Nhưng mà cuối cùng vừa quay về xong nói là lên tiền tỷ rồi. Nội cái dàn mà thực hiện là mọi người biết là cái chi phí nó như thế nào. Chị xem cái MV này chị cũng thích ở cái chỗ là
em thì hơi thẳng thắn với Khói, còn chị hơi thẳng thắn với Sophia. Là chị nói Sophia, mặc dù nghe Châu Đông Khoa nói cũng cố công để giảm cân lắm, nhưng mà thật ra thì bạn vẫn hơi tròn. Và vẫn hơi tròn thì cái câu chuyện trong MV mà nếu mà đóng vai nàng thơ thì nó bị sai lắm. Tại vì suy nghĩ tới một nàng thơ mà tổn thương trong tình yêu á, cái thói quen của đại đa số mọi người sẽ tưởng tượng một nàng thơ kiểu khác, cho nên là sẽ không biết phải làm như thế nào. Thì cuối cùng là cái hình ảnh này nó rất là hợp với cái ngoại hình của Sophia. Đó là điều khen ngợi. Dạ, yeah. Nếu mà chị có nghe số thực đơn âm nhạc tuần trước á, thì Châu Đăng Khoa đã dành đầu show và cuối show để nói về Sophia, là Châu Đăng Khoa đã giận Sophia luôn rồi. Có nhắn tin cho chị Vũ đó. Đúng rồi, giảm cân không có thành công. Dạ. Nhưng mà đúng là hai bạn cũng thông minh khi mà lấy cái yếu điểm của mình trở thành ưu điểm, tức là nói về câu chuyện body shaming. Quan trọng là phần diễn xuất của Sophia rất ổn nhở. Mình có thấy lạ lạ là khi mà Châu Đăng Khoa với Khói mà đóng vai thần chết đó, thần chết sao lại có cánh nhở? Cánh là chỉ dành cho thiên thần thôi, còn thần chết đen thùi lùi mà mọc cánh là sao? Biết làm sao không, đen thùi lùi mới chịu, điều như Châu Đăng Khoa phải cánh này nọ vô cho nó lòe loẹt lộng lẫy một chút mới vừa lòng. Nói thiệt nghe, có lẽ là do quen biết quá lâu rồi cho nên là chị xem chị mắc cười. Đâu có, em thấy đẹp trai mà. Trời ơi, chân dài sừng sững. Không nói xấu đẹp, tức là vì quen với thằng bé nó nhảm với tụi mình quen rồi. Thành ra khi cái nhìn cái mặt nó ngầu, mình nghĩ là lúc đó nó đang cố gắng để nó diễn vậy nè. Tại vì biết nó ở ngoài nhiều quá đó. Chứ còn đẹp trai mà, ngầu mà. Làm em nhớ tới Goblin. Nói chứ thật ra thì Vũ Minh nghĩ bài hát này xứng đáng là một bản hit mới của Châu Đăng Khoa nha. Rất là thích bài này luôn á. Tiếp tục, một cái MV cũng rất là đỉnh vừa ra mắt trong tuần, đó là Gieo Quẻ của Khắc Hưng với sự thể hiện của Hoàng Thùy Linh và Đen. Yeah, em cũng rất thích bài này. Và thông báo với lại chị Kim Thanh là bài này đã áo quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh rồi. Trong đó quán quân là Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen. Là hiểu ha? Ủa tại sao lại mang Làn Sóng Xanh vô thực đơn âm nhạc? DBA dữ vậy? Ừ, tranh thủ. Tôi đâu quan tâm Làn Sóng Xanh đâu, tôi đang lên dẫn thực đơn âm nhạc mà. Nhưng mà tại vì bài này ở top 2 rồi thì mình khoe cho mọi người biết là bài hát này cũng rất là hot hit. Thì đương nhiên hit rồi chứ, Hoàng Thùy Linh lại Đen nữa mà. Thật sự không, nhưng mà bài này thật ra là cũng bắt tai nha. Mới đầu á, mọi người nghe thì mọi người sẽ có thể cảm thấy là Khắc Hưng á, làm cái màu dân gian đương đại nó không có đậm theo kiểu của D-Tap. Nhưng nó lại có một cái kiểu gì đó mà nếu như là những người mà không quá mặn mà với dân gian đương đại á, thì sẽ cảm thấy dễ nghe hơn á. Tức là nó trung tính hơn so với lại D-Tap, nhưng mà nó vẫn giữ được cái chất của Hoàng Thùy Linh nha. Có Đen vô thì kiểu gì bài nó chả đỉnh đúng không? Cái tên rất là hot rồi. Nhưng thật ra thì cái phần rap của Đen ở cái bài này cũng không quá xuất sắc. Cái lyric á, chắc là bởi vì Đen cũng là khách mời thôi. Cũng ok, lyric của Đen thì luôn luôn vẫn là hay, nhưng mà nếu mà so với lại Mang Tiền Về Cho Mẹ quá xuất sắc á, thì tất nhiên là cái phong độ của bài này thì nó chỉ ở mức Đen nhắm mắt cũng có thể rap được như vậy. Chị nghĩ là Đen làm cho hợp với Linh với cái bài này á, tại vì cái kiểu rap của Đen nó khác, nó không có giống được cái phong cách của cái bài này. Nhớ lại cái buổi ra mắt MV quá, tại vì buổi đó có một bạn có đặt một cái câu hỏi là hỏi thẳng Khắc Hưng là Khắc Hưng cảm nhận như thế nào khi mà cái sản phẩm lần này thì nó giống D-Tap nhưng mà nó phổ thông hơn, dễ nghe hơn với mọi người, nhưng mà nó lại sâu sắc không bằng. Mình là người thích D-Tap nha. Em rất thích D-Tap nha, Việt Nam tử tế của em. Nhưng mà phải thừa nhận Tôn Ti, Trật Tự và Hưng đã làm nhạc này từ xưa rồi. Chẳng qua là Hưng đi rất là búa xua mảng, cái nào cũng làm chứ không có đánh vô một cái, cho nên là nó không có một cái màu giống như D-Tap. Ai mà xem một cái chương trình hồi xưa quên tên rồi là Phạm Anh Duy quán quân á, là tất cả những cái bài dân gian đương đại mà khiến Phạm Anh Duy mà trở thành quán quân là Hưng làm đó nha. Nếu mà nói về mặt giám đốc âm nhạc nha, thì Hưng á, những cái bản phối của Hưng á chỉ có thể là từ hay đến rất hay thôi. Dù mình đã từng làm việc với Hưng rồi, chị Minh biết, mặc dù á là deadline thì hơi khổ sở một chút. Nhưng mà thiệt, tức là cơ bản là có những người cái thực lực của họ đó là chỉ có từ khá giỏi trở lên chứ không thể nào thông thường được. Và Hưng là một trong những người như vậy. Có khi một cái bài á, Hưng cũng chỉ phối rất là nhanh thôi, nhưng mà nó đã rất là chỉnh chu rồi. Và Hưng á, có một cái độ nhạy bén trong việc tạo điểm nhấn
cho cái bảng phối của mình rất rất là tốt luôn. Và thôi tóm lại thì mình không nên so sánh, bởi vì là không chỉ là tiền bối với lại hậu bối như là Khắc Hưng và Đi Táp, mà kể cả so sánh những người ngang với nhau nó cũng chẳng để làm gì, vì mỗi người sẽ có mỗi một thế mạnh khác nhau, đúng không? Nhưng mà chị vẫn ức bạn đó phải xem lại toàn bộ những cái bài mà Hưng đã sáng tác. Chắc là bạn đó chưa có nghe nhạc của Hưng mà bạn đó bắt đầu làm mảng âm nhạc từ lúc mà Hoàng Thị Linh ra album Hoàng đó, nên là chỉ biết tới Đi Táp thôi. Thì đó, và nói tới cái yếu tố dân gian đương đại cũng như là những cái yếu tố về văn hóa Việt Nam á, mình có thấy là dạo này á là các ca sĩ của chúng ta đã nhận ra được cái giá trị thực sự của văn hóa dân tộc đó. Giống như là nhạc mới, nhạc hiện đại, US, UK có bắt chước đi tới đâu rồi thì nó cũng có kiểu như vậy thôi. Nhưng mà tới khi mà khai thác những cái chất liệu mà tương đối dân gian, những cái gì mà nằm trong văn hóa là lập tức nó khác biệt. Như ở trong cái list ngày hôm nay, Đế Vương là một cái rất là quen thuộc. Cái thứ hai là Chọn Bạn Mà Chơi, Thạch Sanh, Lý Thông, đúng không? Đúng. Đó. Rồi bây giờ tới Gieo Quẻ, toàn là những cái mà rất là quen thuộc trong cái đời sống văn hóa của người Việt Nam. Em nghĩ cái đó cũng dễ hiểu thôi. Ngày xưa á, khi mà mình chưa có tiếp cận với lại quốc tế nhiều á, thì mình sẽ thấy những cái sự sáng tạo của nước ngoài á, đó mới là nó hay và mình muốn học tập theo. Nhưng mà bây giờ khi mà các bạn thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, các bạn đã được tiếp cận với lại nhạc Hàn, nhạc Âu Mỹ, US, UK từ nhỏ rồi, thì á, các bạn sẽ nhận ra rằng là nó không phải của mình. Bây giờ mà mình làm những cái bài K-pop hay là US, UK á, mà mình thả vào cái thị trường Hàn Quốc hay là thị trường US, UK là mình chìm lỉm liền. Mà lúc đó thì tự khắc các bạn sẽ nhận thấy rằng là các bạn muốn tìm một cái gì đó riêng, một cái gì mới, một cái khác biệt. Thi những thứ mà nó thuộc về văn hóa truyền thống sẽ là những cái nguyên liệu rất là tốt để cho các bạn có thể thoải mái sáng tạo. Rõ ràng là những cái này á, em nghĩ nó là trải nghiệm và nó là nhận thức thế hệ mà mình cũng không cần phải gọi là hô hào cái gì quá ghê gớm. Một khi mà đã no say với lại văn hóa K-pop hay là Âu Mỹ rồi thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy cũng không có gì là mình không làm được. Hoàng Thị Linh cũng có cái bài mà Kẻ Cắp Gặp Bà Già rất là hot ở châu Á mình trên đúng TikTok rồi. Luôn. Đúng rồi. Và bây giờ kể cả mình ví dụ như những cái là dễ đến dễ đi, Quang Hùng Mastery chẳng hạn. Bây giờ thật sự là nhờ TikTok là nhạc của mình là đi qua Thái, đi qua Trung Quốc, đi qua Campuchia quá trời còn gì nữa. Bữa đó Kim Thanh có xem ở Hàn Quốc chứ Trung Quốc mấy cái bài của Da Lab với lại Sunny Hạ Linh, mấy bài mà mấy đúng cái rồi, bài dễ đúng thương rồi, đó. Đúng rồi. Thì kể cả Người Lạ Ơi của Châu Đăng Khoa cũng mở đầy bên Thái đó. Và chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay với Kính Vạn Hoa của Hoàng Tulliver và sự thể hiện của Tiên Tiên. Cũng là một sự kết hợp cực kỳ đỉnh. Tại vì là em biết là Tiên Tiên chơi với lại Tóc Tiên, nên cái chuyện là Tulliver làm nhạc cho Tiên Tiên á, đối với em không có gì là lạ hết. Và đối với em á, thì Tulliver á, làm nhạc cho ai cũng được, thật sự luôn. Trừ bây giờ mà kiểu như mà Quân EP mà đòi hát ballad mà kêu Tulliver làm thì nó hơi kỳ thôi. Chứ còn em nghĩ là cái kiểu nhạc như thế này hoặc là kiểu style như là Tulliver từng làm á, thì thật sự là tất cả các nghệ sĩ, ai Tulliver cũng có thể kết hợp được. Nên em nghĩ cái sự kết hợp này nó gọi là ok, gọi là tạo cho mình sự tò mò thì đồng ý. Nhưng mà nó không phải là một cái gì đó mà làm cho mình cảm thấy quá là oh wow. Ví dụ như là Đen kết hợp với MTV em còn ngạc nhiên hơn. Còn cái mối lương duyên của Tulliver với Tiên Tiên chắc có lẽ là bởi vì em quá biết mọi người với nhau rồi, nên em cảm thấy mọi người làm sản phẩm chung với nhau cũng không có gì lạ. Chị thì không xét yếu tố đó, chị chỉ thấy là giữa cái âm nhạc của Tulliver với cái giọng hát của Tiên Tiên á, chị thấy đỉnh khi mà kết hợp hai bạn với nhau. Không biết nữa, em thì lại cảm thấy kể cả về mặt âm nhạc luôn, em nghĩ là hai người đó rất là phù hợp để làm nhạc với nhau đó. Nghe nói là bài này là cũng ấp ủ lâu lắm rồi đó. 8 năm. Bài này hình như Kiên Ứng làm đúng không ta? Kiên Ứng luôn đó. Đúng rồi, có thấy Kiên Ứng chia sẻ ở trên Facebook là lúc mà Kiên Ứng làm việc để thực hiện MV cho bài này á, thì từ lúc mà bàn bạc với nhau cho tới ngày hôm nay ra mắt là 2 năm luôn á. Tức là bàn rồi không làm rồi lại như thế nào đó, mãi 2 năm sau mới ra mắt được một cái bài hát như vậy á. Cái bài này là Kim Thanh mới thấy đầu tiên là khi mình đã đặt cái tên bằng tiếng Anh cơ.
chị còn không biết từ vựng, cái từ đó nghĩa là kính vạn hoa, cho nên là phải đi search xem nó nghĩa là gì. Và có lẽ là sau một ngày giống như là người ta hoang mang không biết là cái gì đó, cho nên là ekip đã đổi tên lại thành kính vạn hoa. Mà cái bản đầu tiên á còn không ghi tên người hát luôn, chị nói ủa hình như Tiên Tiên ta, mặt Tiên Tiên, giọng Tiên Tiên mà không có ghi tên, rồi có khi nào mình sai hay không. Ngày hôm sau mà đổi tên thành kính vạn hoa rồi mới ghi thêm là fit Tiên Tiên, thì mình cũng không hiểu tại sao nó là như vậy. Nhưng mà chị thì chị cực thích kiểu nhạc như thế này, cái giọng hát của Tiên Tiên chị cũng rất là thích luôn. Tiên Tiên chị thấy cũng hợp với bài này. Nhưng mà nếu mà so giữa nhạc với MV thì chị cực kỳ thích MV, tại vì một cái MV nó sử dụng chỉ có hai màu đen trắng thôi, nó rất là khó làm. Và chưa kể là mình xem mình sẽ thấy rõ ràng đó, nó là một cái giống như là một cái trong giấc mơ, hoặc là trong một cái thế giới ảo với một cái đời thật. Và cái sự cô đơn, cái sự lạc lõng của một con người đó, từ cái ảo, cái mơ bước ra thật nó như thế nào đó. Chị thấy cái điều đó nó khá là phù hợp với những cái mà mình đang trải qua, cho nên là chị xem xong đó là chị cực kỳ thích. Trước khi thu chương trình chị mới bắt đầu tìm hiểu cái phần MV, chị đọc thì mới nói là cái thông điệp hướng đến những người mà chịu tổn thương về mặt tâm lý, đặc biệt là cái chứng rối loạn lo âu, nhất là trong cái thời gian Covid-19 vừa qua đó. Thì chị thấy là với một cái MV mà làm như vậy thì cực kỳ tốt. Nó chỉ có một cái mảng màu ở phía cuối cùng là có màu sắc khi mà trở về thế giới thực thôi. Chị nghĩ đây là một cái MV rất là xuất sắc của Kiên Ứng. Mà cái MV kiểu này khó làm vô cùng, làm không khéo không thể nào ra được. Mà nó vừa kết hợp giữa cái ý nghĩa tượng trưng giữa thực và ảo, mà nó lại là vừa hoạt hình và kết hợp với người, và nó lại có những cái concept về cái muôn màu cảm xúc của con người trong đó đó, cho nên là chị thích lắm. Vâng, và không có Châu Đăng Khoa thì Diệu Minh sẽ chọn bài nào đây? Em phân vân giữa hai bài, mà em nghĩ chắc em cho đồng hạng hai bài đi, là do em xui thôi vào gieo quẻ, em thích hai bài đó. Chị thì chị thích ba bài cuối của ngày hôm nay, là do em xui thôi, gieo quẻ và kính vạn hoa. Và thật sự là chị cũng thích chọn bạn mà chơi nếu gạt qua cái yếu tố nhãn hàng công nhận, đi. Công nhận. Thế vậy tính ra là tuần này quá trời bài hay rồi còn gì nữa. Lâu lắm rồi chị mới thấy một list của một tuần mà có nhiều bài thú vị như thế này. Cảm ơn Diệu Minh đã dành thời gian để làm cascader của tuần này nha. Cảm ơn chị Kim Thanh và cảm ơn các thính giả đã nghe chương trình. Tạm biệt.